Sau khi đăng nhập vào Schoology, bạn sẽ được ở trang Parent Access View. Để truy cập vào tài khoản của con bạn và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản của trẻ em khác, bạn sẽ bấm vào mũi tên xuống ở góc trên bên phải, bên cạnh tên của bạn. Bên dưới tên của bạn, bạn sẽ thấy tên của một đứa con hoặc những đứa con có liên quan đến tài khoản của bạn. Để xem các hoạt động của con bạn, hãy bấm vào tên của trẻ từ trình đơn thả xuống. Chú ý, bây giờ bạn đang xem trang này như là con của bạn. Dấu khiểm trong trình đơn thả xuống cho biết bạn hiện đang xem tài khoản nào. Chọn tên của con bạn sẽ cho phép bạn xem hoạt động trong Schoology từ quan điểm của con bạn. Nếu bạn có nhiều trẻ em trong BCPS, quay trở lại trình đơn thả xuống và thay đổi từ dấu khiểm màu xanh lá cây cho đến học sinh nào mà bạn muốn xem.